Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thông tin mới nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, mưa lớn trút xuống vành đai công nghiệp ở Đông Bắc Trung Quốc gây lũ lụt nhấn chìm các con đường, xe cộ và gián đoạn giao thông diện rộng. Tại thành phố Thẩm Dương, thuộc phủ tỉnh Liêu Ninh, 7,6 triệu cư dân sáng nay nhận được khuyến nghị từ giới chức chỉ hoãn đi làm và hủy các hoạt động không thiết yếu vì thời tiết cực đoan. Một ngày trước đó, một số cảnh báo màu đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo mưa bão 3 cấp của Trung Quốc đã được ban hành. Dữ liệu của cảnh sát giao thông cho thấy 52 đoạn đường bị ngập nước, 30 trong số đó đã bị đóng cửa, 5 học sinh và một tài xế mắc kẹt trong một xe buýt trường học ở khu vực ngập nước và phải được lực lượng cứu hộ đưa lên xuồng cao su. Cảnh báo nguy cơ lũ lụt cũng được ban hành tại tỉnh Cát Lâm, phía Bắc Liêu Ninh, tại thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, giáp biên với Triều Tiên. Một người đàn ông được ca ngợi lòng dũng cảm sau khi lặn xuống dòng sông cuồn cuộn nước để cứu vợ dù không biết bơi. Hai vợ chồng bị một số vết xây sát nhưng không bị thương nặng. Tôi thề kiếp sau sẽ vẫn lấy anh ấy, người vợ mỉm cười nói với truyền thông. Trong 12 giờ tới, lũ sông dâng cao dự kiến làm ngập đất nông nghiệp và các khu đô thị ở các thành phố Trường Xuân và Tứ Bình của tỉnh Cát Lâm. Liêu Ninh và Cát Lâm cũng được dự báo sẽ chứng kiến nhiều trận mưa như chút nước trong 2 ngày tới. Ba tỉnh vùng Đông Bắc gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh được gọi là vành đai công nghiệp bởi tập trung nhiều cơ sở công nghiệp của Trung Quốc. Từ tỉnh Hà Bắc ở phía Bắc đến An Huy ở phía Đông, nhiều tài xế ô tô bị mắc kẹt vì động cơ chết máy trên những con đường ngập nước do những trận mưa lớn trong tuần này. Trong tháng qua, Trung Quốc đã phải vật lộn với thời tiết khắc nghiệt từ sóng nhiệt đến lũ lụt lịch sử. Các nhà khí tượng học cho rằng biến đổi khí hậu và cơn bão đầu tiên trong năm Cha Ba đã gây nên những hình thái thời tiết cực đoan. Lũ dâng kỷ lục, hai tỉnh Trung Quốc nâng cảnh báo. Kính thưa quý vị và các bạn, Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục buộc người dân phải sơ tán. Thành phố Thiều Quan của tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc hôm nay nâng mức cảnh báo lũ lên cấp 1, mức cao nhất trên thang cảnh báo. Cư dân sống dọc bờ sông và các khu vực trũng thấp lân cận được yêu cầu sơ tán đến vùng cao hơn sau khi nước lũ dâng lên mức cao nhất trong 52 năm qua. Giới chức địa phương cho biết nhiều công trường xây dựng, cơ sở kinh doanh, phương tiện công cộng và bến tàu có thể phải đóng cửa hoặc ngừng hoạt động. Mực nước sông Bắc Giang ở tỉnh Quảng Đông tăng quá mức cảnh báo, vượt kỷ lục năm 1994. Thành phố Thanh Viễn gần Thiều Quan cũng nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào trưa nay vì nước sông dâng cao. Tại tỉnh Giang Tây, giới chức ban hành báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Theo Xinhua, ước tính thiệt hại kinh tế do mưa lũ lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 70 triệu đô la Mỹ, với hơn 43.300 hecta hoa màu bị phá hủy. Trung Quốc thường hứng chịu mưa lũ vào mùa hè, nhưng các chuyên gia môi trường cho biết biến đổi khí hậu đã gây ra những trận mưa lớn nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc dự kiến đạt đỉnh hôm nay và sau đó dịch chuyển về hướng Bắc từ ngày mai. Mưa lũ càn quét miền Nam Trung Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều vùng ở miền Nam Trung Quốc hứng chịu bão lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều thành phố và lở đất ở vùng nông thôn. Đường phố biến thành sông và một căn nhà một tầng bị cuốn trôi trong dòng nước lũ ở tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc hôm 18 tháng 7. Tại khu tự trị Quảng Tây gần đó, 5 người dân thiệt mạng khi một căn nhà bằng gỗ bị phá hủy vì mưa lớn hôm qua. Các vụ lở đất và sập đường cũng được báo cáo. Các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây dự kiến tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn kéo dài tới đầu tuần tới. Ở miền Nam Trung Quốc, những tuần trước và sau lễ hội Thuyền Rồng vào tháng 6 hàng năm thường xuất hiện mưa và thời tiết bất ổn do không khí nóng ẩm ở phía Nam va chạm với khối không khí lạnh từ phía Bắc. Các cơn bão mùa hè có cường độ lớn và kéo dài hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Trung Quốc thường dễ xảy ra lũ lụt vào mùa hè, nhưng những năm gần đây, nguy cơ ngày càng lớn do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước cho sản xuất điện tưới tiêu.
biến đổi khí hậu cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này. Hồi đầu tháng 7 năm 2021, đã có hàng trăm người đã thiệt mạng vì lũ lụt nghiêm trọng ở Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc. Lũ lụt tàn phá Trung Quốc, 12 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị và các bạn, mưa lớn và bão khiến Trung Quốc thiệt hại nặng về tài sản và hàng nghìn cư dân phải sơ tán. Theo báo cáo của tỉnh Cam Túc, 12 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người tại địa phương này bị ảnh hưởng do mưa lớn và lũ lụt kéo dài suốt tuần qua. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa rào sẽ xuất hiện nhiều hơn trên cả nước và hôm nay khiến tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam có nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, theo Reuters. Hơn 10 đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên đã ngừng hoạt động do ngập lụt và một cây cầu bị sập. Tính đến ngày 12 tháng 7, lũ lụt đã gây thiệt hại tới 2,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 358 triệu đô la Mỹ cho tỉnh, theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp. Thành phố Trùng Khánh gần đó hôm qua cũng phải sơ tán hơn 80.000 dân. Cơ quan khí tượng cho biết lượng mưa có thể vượt mức 80mm/h tại một số khu vực, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc, kêu gọi chính quyền ngừng hoạt động ngoài trời và đề phòng sập đổ các cơ sở hạ tầng. Ngay cả vùng Nội Mông, vốn khô cằn và thường xuyên hạn hán cũng bị cảnh báo có thể xuất hiện lũ lụt. Mực nước trên sông Trường Giang, con sông lớn trải dài qua nhiều khu vực như Vân Nam, Giang Tô và Thượng Hải đã tăng mạnh và gây ngập lụt ở nhiều địa phương, đồng thời đưa nước vào đập Tam Hiệp khiến khối lượng nước tại đây sắp chạm tới mức kỷ lục. Mưa lớn cũng khiến sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc bị vỡ đê, cản trở hoạt động một đoạn đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây. Bão Rumbia đổ bộ, Trung Quốc sơ tán 53.000 dân. Rumbia là cơn bão thứ 3 đổ bộ trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc trong tháng này, mang theo gió giật và mưa lớn. Bão Rumbia đổ bộ Thượng Hải, Trung Quốc vào 4 giờ sáng nay với sức gió hơn 80 km/h, quật đổ hàng trăm cây xanh và gây mưa lớn ở thành phố, theo Xinhua. Thượng Hải trước đó đã sơ tán 53.000 dân, phát cảnh báo cho 2.525 tàu với 3.209 thuyền viên vào bờ trú ẩn. Sau khi đổ bộ, bão Rumbia suy yếu và tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 30 km/h. Rumbia là cơn bão thứ 5 ảnh hưởng đến Trung Quốc từ đầu năm và là cơn bão thứ 3 đổ bộ Thượng Hải trong tháng này. Trước đó, bão Yagi đổ bộ tỉnh Chiết Giang hôm 2 tháng 7 gây mưa lớn khiến mực nước ở 9 con sông nhỏ và vừa ở tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và Liêu Ninh vượt mức báo động. Bão cũng gây ra sóng lớn tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, khiến nhiều tuyến đường ven biển bị ngập. Bão Bebinca đổ bộ các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông hôm 18 tháng 7 khiến 3 người chết, 2 người mất tích, khoảng 126.000 người phải sơ tán và thiệt hại kinh tế lên tới 232 triệu đô la Mỹ. Bebinca cũng gây ra lũ lụt ở khu vực quanh 23 con sông nhỏ và vừa tại hai tỉnh này. Mùa hè là mùa mưa bão ở Trung Quốc, thương vong do bão lũ gây ra ở Trung Quốc những năm gần đây đã giảm đáng kể nhờ chính quyền sớm lên kế hoạch ứng phó và sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Mưa bão gây ngập lụt ở Trung Quốc. Miền Đông và miền Trung Trung Quốc bị mưa và gió lớn hôm nay tấn công sau khi bão Rumbia đổ bộ vào Thượng Hải sáng hôm qua. Rumbia là trận bão thứ 3 trong năm nay ở Trung Quốc. Nó gây mưa lớn ở các thành phố Hợp Phì, Hoài Bắc và Mã Yên Sơn thuộc tỉnh An Huy, gây lũ lụt và gián đoạn giao thông nghiêm trọng, theo Reuters. Tại thành phố Hoài Bắc sáng nay, nhiều xe ngập trong nước lũ, cảnh sát phải giúp dân đẩy xe khỏi nước ngập đến đầu gối. Sáng nay, Cục Khí tượng Trung Quốc đã ban hành mức cảnh báo mưa lũ lên mức vàng, cấp độ nguy hiểm thứ 2 trong hệ thống cảnh báo và dự kiến lượng mưa trong vòng 6 giờ tới sẽ đạt trên 50mm và 100mm ở một số khu vực. Tại quận Hán Sơn ở thành phố Mã Yên Sơn, gió lớn quật đổ cây cối và trạm cấp điện, nhân viên cứu hộ phải tới dọn dẹp cây cối và khôi phục nguồn điện. Cơn bão cũng bắt đầu gây ảnh hưởng tới người dân thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam vào hôm nay. Người đi bộ phải chờ xe buýt trong mưa gió vì xe bị hỏng do mưa bão. Đường ngập nước, chỗ nông nhất cũng sâu tới mắt cá chân. Giang Khian, một người dân đang đứng chờ xe buýt cho hay. Thành phố Thương Khâu đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo mưa bão cao nhất lúc 8 giờ vào 9 giờ Hà Nội. Ở tỉnh Sơn Đông, mưa lớn trút xuống hai thành phố Lâm Nghi và Hà Trạch khiến nhiều nông trại bị ngập nước. Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo từ 14 giờ chiều nay đến 15 giờ Hà Nội tới 14 giờ chiều mai, mưa bão vẫn tiếp tục ảnh hưởng ở các tỉnh thành trên. Buộc dây thừng giải cứu 45 ô tô khỏi nước lũ.
giới chức tỉnh Tứ Xuyên huy động xe cứu hỏa, dùng dây thừng kéo hàng chục ô tô thoát khỏi dòng nước lũ từ trên núi. Nước lũ từ sông Phủ Giang dâng lên do mưa lớn hôm nay, chảy cuồn cuộn trên tuyến đường Bình Tông ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nước chảy xiết khiến 45 phương tiện và 153 người mắc kẹt trên đường. Cảnh sát huyện Tùng Phan buộc phải huy động xe cứu hỏa, lấy dây thừng buộc vào các xe ô tô, hướng dẫn tài xế tăng ga để đi ngược dòng lũ. Sau 5 giờ nỗ lực, đoàn người và xe được giải cứu thành công. Mưa lũ tấn công miền Nam và miền Trung Trung Quốc hơn một tháng qua gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến 27 trong 31 địa phương cấp tỉnh và gần 38 triệu người chịu ảnh hưởng, hơn 2,2 triệu người phải sơ tán và hơn 140 người chết hoặc mất tích. Giới chức Trung Quốc đã chi gần 86 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả lũ lụt cho các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh. Những nơi hứng chịu thiệt hại có thể lên đến 12 tỷ đô la Mỹ. Kính thưa quý vị các bạn, đoạn video trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cảnh cá đua nhau bơi lội trên đường phố do mưa lũ lịch sử. Hình ảnh đàn cá bơi lội trên đường phố ở Vũ Hán, Trung Quốc sau trận mưa lũ lịch sử, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nhất do đợt mưa lớn kéo dài tại Trung Quốc là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo thống kê của giới chức Trung Quốc, Vũ Hán tuần qua hứng chịu lượng mưa kỷ lục lên tới 560mm. 9 giờ sáng qua, Vũ Hán đã phải ban bố báo động đỏ, mức cảnh báo thiên tai cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 mức độ tại đây. Truyền thông Trung Quốc cho biết hệ thống giao thông gần như bị tê liệt do các tuyến đường chìm sâu trong nước. 10 triệu dân ở Vũ Hán chịu ảnh hưởng nặng nề của những trận mưa lớn kéo dài suốt tuần qua. Giới chức Trung Quốc cho biết ít nhất 180 người ở miền nam nước này đã chết do các tai nạn liên quan đến mưa lũ. Hôm 17 tháng 7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã phải trực tiếp xuống miền Nam để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong khi đó, thành phố An Huy gần Vũ Hán cảnh báo cá sấu trong các trang trại có thể đã tràn ra ngoài, gây nguy hiểm cho dân thường. Bức ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy xe buýt tạo ra những con sóng đổ ập vào người đi bộ. Trên các thành phố miền Nam sông Dương Tử, 32 triệu người thuộc 26 tỉnh đang trực tiếp chịu ảnh hưởng từ mưa lũ, 56.000 ngôi nhà bị sập. Theo các chuyên gia khí tượng Trung Quốc, mưa lớn dự kiến còn kéo dài hết tuần này nhưng sẽ dịch chuyển dần lên phía Bắc. Chính quyền Trung Quốc ra thông báo trấn an người dân rằng đợt lũ lụt này sẽ không gây ra thảm họa như năm 1998, khiến 4.000 người thiệt mạng. Giao thông tại các nhà ga tàu điện ngầm, tàu hỏa tê liệt do nước ngập quá sâu tại Vũ Hán. Ở vài điểm còn có thể hoạt động, người dân buộc phải lội qua nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước để về nhà. Sân vận động ở Vũ Hán biến thành bể nước khổng lồ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.